Đấy, cùng với hội thanh niên xóm đi bắt tổ ong khá liều lĩnh. Lời chứ nhưng mà chọc bé nhỉ, nhớ khao khao quá. Lời thật đó. Lời quá nguy hiểm, thanh niên đi lấy tổ ong. Lệ. Lệ, 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 nhiều chưa, nhiều, lệ, 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 lệ. Lùi. 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 À là quá đỉnh luôn. Ôi. Quá đỉnh. Được 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 được. Quá đỉnh. Lên 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 lên. Ở đâu mà ngọc à? Ngọc mẹ. Lùi, ngọc mong này. À đâu quá đẳng cấp luôn. À đâu. Quá đẳng cấp đấy. À đâu tù nhộng 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 lắm. À. Thanh niên lấy ong không dụng cụ bảo hộ, quá đẳng cấp luôn. Được. Bây đi săn tiếp. Là chất đông mà cảm xúa à? Quá đẳng cấp. Alo, chấm chấm vô chấm trong cái xú ấy, là thì xú có mẹ nhà luôn không? À, là quá đẳng cấp luôn. Phun. Quá đẳng cấp.